Chào anh em đam mê cây cảnh trên toàn quốc nhé. Hôm nay mình có đặt được một ít phôi ổi của ông anh trong Quảng Ngãi nhé. Nhưng mà anh ấy sang mãi biên giới, sang mãi rừng nhiệt đới Nam Phi ấy, đào về. Cái giống ổi nó rất là độc đáo nhé, nó không như các ổi thường ấy. Đây. Quảng Ngãi, Minh Anh. Đó. Một đống luôn. Bây giờ các bạn cùng mình xử lý cái đống củi khô nhé. Dao đây là mình khui rồi em này chứ. Người ta ươm cây vào đầu năm nhưng mà mình chơi hẳn là giữa hè này khó chịu. Ngoài hè nắng nóng này khó chịu. Vẫn tươi xanh nguyên nhé. Rất ok. Bằng cái cán xẻng này. Anh ấy bảo là anh ấy ngâm kích rễ rồi nhưng mà thôi để an toàn thì mình cũng sử dụng lại thuốc kích rễ để mình ngâm lại lần nữa. Năm thì à. Chơi nhớ một cái xem sao.
thật cẩn thận. Đam mê gốc này cũng quái này. Anh em thứ hai chân dài này có cái khuỷu tay hơi bị hay đấy em ơi, hơi nhỏ chút nhưng mà da này hơi bị chảy những cái đầu gối tay.
là gọi là siêu lồng ngực.
Rồi, thế là mình đã khui được ra 5 tác phẩm. 1, 2, 3. Em chân dài này là 4. Đây, em này nữa là 5. Rồi, mình xin tạm dừng video đây để chuẩn bị chậu với chất chồng nhé.